Sau hơn một năm khởi công xây dựng, sân vận động lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với quy mô 22.000 chỗ ngồi trên diện tích 14 ha tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên hiện đang vượt tiến độ đề ra. Ghi nhận trong ngày 28 tháng 1, mặc dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng trên công trường vẫn có hàng trăm công nhân kỹ sư đang gấp rút thi công. Khu vực chỗ ngồi của một trong hai khán đài chính hiện đã thi công xong. Công nhân đang lắp ghép cốt pha để đổ bê tông khu vực khán đài phụ. Những hạng mục kỹ thuật khác đang được tiến hành. Dự án có tổng mức hơn 535 tỷ đồng, là sân vận động lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo diện tích của một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án sẽ phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra.